Trước đây khi chưa hiểu được về đạo Phật, con luôn đọc chú Đại Bi để cầu nguyện, và con cũng đã quy y Tam Bảo ở một ngôi chùa lớn thuộc Phật giáo Phát Triển, có nghĩa là thầy phái Bắc Truyền. Sau đó con nghe và tìm hiểu về các bài pháp thì con quyết định theo thầy phái Nam Truyền. Lúc trước đó con có thỉnh nào là hình Phật Bổn Sư Thích Ca, nào là Quan Thế Âm Bồ Tát, con thỉnh từng Phật Thích Ca, nhưng mà con thấy trước ngực tượng có dấu thập. Con tìm hiểu thì ra đó là tượng Phật Di Đà. Ý nguyện của con bây giờ là chỉ muốn thờ Đức Bổn Sư y như bên Phật giáo Theravada. Vậy giờ con phải làm gì với tượng Quan Âm Bồ Tát và tượng Phật A Di Đà? Còn nếu con để thờ chung như vậy thì như trước đây thì có thuộc tà kiến hay không? Con kính tri ân sư. Cái vấn đề này đó thì sư trả lời với tư cách cá nhân thôi. Quý vị có thể đem hỏa táng ở một cái nơi, nếu mà đối với những cái tranh tượng mà quý vị không xài nữa đó, quý vị muốn bỏ đó, mà để cho mình tránh cái suy nghĩ mà bất kính, thì tại vì nói gì thì nói, cái hình tượng đó thì dù sao thì chúng ta vẫn thường quy định đó là hình tượng của một vị Phật, hoặc là hình tượng của một chúng sanh giác ngộ. Thì nếu như mà chúng ta ngại ngần á, chúng ta có thể hỏa táng, hỏa táng ở một cái nơi sạch sẽ. Nhưng mà có một số cái tượng, thí dụ như là tượng đất, tượng bằng đất hoặc là bằng cái chất liệu mà không có hỏa táng được á, thì quý vị để ở một cái nơi nào đó mà họ ai đó có nhu cầu, ai có nhu cầu thì họ xài. Rồi còn cái việc mà nếu như mà quý vị muốn mà thờ chung á, thì quý vị nên nhớ như thế này. Các cái hình tượng của Phật giáo Phát Triển nó đều mang tính biểu tượng. Nó đều mang tính biểu tượng. Ví dụ như hôm nào đó mà sư lấy ví dụ thôi chứ trong phòng sẽ không có, mà sư lấy ví dụ thôi. Hôm nào mà quý vị thấy ở trong phòng sư mà treo cái hình của Bồ Tát Phổ Hiền, hay là vừa rồi một bên là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, một bên là Bồ Tát Quán Thế Âm, thì cũng không có nên lấy làm lạ. Tại vì sao? Bởi vì đó chỉ là biểu tượng. Biểu tượng cái gì? Biểu tượng của Bồ Tát mà Văn Thù Sư Lợi đó, thì nó biểu tượng cho trí tuệ cắt đứt những cái tà kiến, cho nên mới có cái gọi là cái biểu tượng đó, biểu tượng của một người mà cầm cái kiếm mà cưỡi con sư tử. Con sư tử là đại diện cho cái tiếng rống của Phật pháp, tiếng rống của chánh pháp. Cái kiếm mà tượng trưng cho trí tuệ. Rồi Phổ Hiền là tượng trưng cho cái lòng tinh tấn bất thối chuyển, cho nên mới ngồi ở trên con voi, có nghĩa là cái lòng tinh tấn đi về phía trước bất thối chuyển. Đó là cái sự tượng trưng, đó là cái biểu tượng. Hoặc như là hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Và đó chỉ là biểu tượng, sư nhắc lại, nó chỉ là biểu tượng. Giống như biểu tượng của hòa bình là con chim bồ câu, biểu tượng của tình yêu là trái tim. Thì khi mà chúng ta muốn muốn hòa bình, chúng ta muốn đấu tranh cho hòa bình thì chúng ta phải làm một cái gì đó, chứ chúng ta không thể nào chúng ta đem cái con chim bồ câu lên bàn thờ chúng ta lạy. Đấy. Hoặc là chúng ta muốn có được cái tình yêu thì chúng ta phải làm cái gì đó, chứ chúng ta không thể nào đem cái trái tim nó đem lên bàn thờ chúng ta lạy, mà nhờ như vậy chúng ta có được được tình yêu. Cũng vậy, những cái hình tượng, tất cả các cái hình tượng của Phật giáo Phát Triển nó đều là biểu tượng của một cái đức hạnh, đều là biểu tượng của một đức hạnh. Mà khi mà chúng ta đảnh lễ
Thì có nghĩa là chúng một người mà hiểu đạo đó là chúng ta đảnh lễ cái đức hạnh đó, đảnh lễ cái đức hạnh đó. Chẳng qua là cái đức hạnh đó được cụ hiện hóa thành một cái hình người, chứ bản chất nó là đức hạnh. Ngày xưa sư không nhớ là hồi còn mấy tuổi, mà cái hồi còn nhỏ xíu, mà nhỏ xíu luôn á, nhỏ xíu, sư nhớ là được mẹ dắt tay đi đến chùa Linh Chưởng ở quận 3. Mẹ kêu là con hứng cái nước của cái vòi, cái tượng mà Quan Âm lần trước á, hứng hứng nó xoa đầu để cho nó thông minh. Thì đương nhiên là mẹ kêu sao thì con làm vậy, nhưng mà lúc đó hồi còn nhỏ xíu thì nghĩ như vậy nè, cái tượng đó thì mình phải học hỏi cái này, tượng này ý nghĩa gì ấy, chứ còn mà hứng nước đâu có đâu, mình sao mà học giỏi được, có nghĩa là không có tin, không có tin đấy. Mãi về sau học đạo hiểu đạo thì mới biết là toàn bộ nó chỉ là biểu tượng thôi ha. Thành ra nếu mà quý vị có để những cái tranh tượng đó tiếp tục để lên trên bàn thờ đó, thì khi mà chúng ta đảnh lễ đó, đối với một người mà có chánh kiến thì họ cũng hiểu rằng đó là thay vì chúng ta để cái chữ là tinh tấn để lên bàn thờ, cái chữ tinh tấn bất thối chuyển, trí tuệ cắt đứt phiền não, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì mình thay vì mình để cái chữ như vậy thì mình hình tượng hóa nó thành một con người. Mà khi mình đảnh lễ như vậy là mình lễ cái đức hạnh, đức hạnh biểu tượng của đức hạnh, chỉ vậy thôi, chứ mình không có phải là mình đảnh lễ một con người ha. Thì hiểu như vậy thì mình không có đi lạc đấy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là hôm nào quý vị đem cái hình Quan Âm rồi đưa đưa cái hình mà Văn Thù Sư Lợi, rồi đưa cái hình là Phổ Hiền, đem cho sư treo trong chùa là sư xin thưa là sư không có suối nha,